sẽ có 6 kỷ lục Việt Nam mới được xác lập trong dịp Tết Ất Mùi sắp tới. Bên cạnh đó thì trong năm nay, kỷ lục của Việt Nam được công nhận sẽ đi vào chiều sâu hơn thay vì các yếu tố độc lạ như trước. Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, chỉ riêng trong Tết Ất Mùi năm nay sẽ có 6 kỷ lục được công nhận gồm cây mai lớn nhất, bánh xèo lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất ở tại Cần Thơ, bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất ở tại Đà Nẵng, tô hủ tiếu lớn nhất và đòn bánh phồng tôm lớn nhất tại Sa Đéc Đồng Tháp. Từ năm 2014 và nhiều năm về trước, các kỷ lục Việt Nam chủ yếu xây dựng trên yếu tố chuyện lạ. Tuy nhiên, đặc thù văn hóa Việt Nam không chấp nhận những kỷ lục như là to, lớn, dài, đâm lỗ tai, sỏ lỗ mũi, rùng rợn. Do đó, từ năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ tìm kiếm những giá trị nội dung nhân văn và những giá trị đề cao sự sáng tạo khoa học kỹ thuật của Việt Nam để nâng cao tính thuyết phục. Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ phân chia xác lập kỷ lục theo 3 bộ tiêu chí: kỷ lục mang giá trị nội dung, kỷ lục mang giá trị sáng tạo và kỷ lục mang tính chuyện lạ.